Dạ rồi em chào anh Trung ha, lâu quá rồi bên nay mới gặp lại anh Trung. Rồi cảm ơn anh. Thăm lại cái vườn sầu riêng giai đoạn kiến thiết cơ bản của mình đây. Thì anh Trung thì có sử dụng cái bộ sản phẩm của Sago cho cái giai đoạn kiến thiết. Thì cho em hỏi là cái vườn của mình ở đây là chính xác là cái địa chỉ cụ thể của nó là ở đâu? Cảm ơn anh em với toàn thể trong công ty. Và hôm nay cái vườn của mình là vào thôn 8 xã Đà Kho đã trẻ lắm rồi. À thôn 8 xã Đà Kho. Đã trẻ. Dạ. Mình sử dụng cái bộ đôi Flori Ultra với lại cái amino tinh khiết anh để cho kéo cơ đọt rồi giúp lá mở lá xanh dày rồi như vậy thì cho tới nay là anh Trung sử dụng cái bộ đó là được khoảng bao nhiêu lần rồi và thì tôi gặp anh em thì trước Tết thì tháng 11 đến tháng 12 thì lúc đấy tôi vẫn còn bỡ ngỡ chưa đâu vào đâu nên tôi xài trước Tết thì được hai cữ. Còn từ Tết đổ lại đây đến tháng 2 này thì được 3 cữ nữa là 5 cữ. Dạ, 5 cữ rồi. 5 cữ của cái vườn này. Của cái dạng này. Vâng, dạng này. Cái cây này thì nó được từ khi anh trồng cho tới nay là được bao nhiêu tháng rồi? Tôi tính ra là 8 tháng rồi. 8 tháng, tôi trồng tháng 8 năm 2022. Là bữa nay là tới... Thì tháng 8 này mới được... tháng 8 được 1 năm rồi đấy. 21 chứ. À, 21. Thì tháng 8 này là được 2 năm rồi. Tháng rồi, 8 là... âm lịch. Rồi bây giờ này là tháng 2. Đúng rồi, hai âm là tháng nó tầm khoảng 14 tháng. À 14 tháng rồi đó. Vườn này là 14 tháng anh. 14 tháng. Mà cây lớn cỡ này á hả? Thì đấy tôi trồng đúng cái quy trình. Dạ. Mình đi thăm thêm nữa anh. Trong Zalo của tôi là ngày tháng trồng anh Trung mình sử dụng cái bộ đôi Ultra với Amino đó là mình xịt là mình mỗi lần mình xịt là mình xịt cái liều bao nhiêu anh Trung? Và xịt tôi thường thường thì anh em bỏ một cặp là 3 phi. Nhưng mà trăm. Mình đây bây giờ mình dưỡng chứ còn chưa đến cái lúc chán. Lúc trái thì nó theo quy trình của anh em chứ còn đây tôi cứ pha 800 lít nước trong một cặp. Dạ. Cái thời gian là mình thời gian thì quy trình thì cứ 15 ngày nhưng mà quan trọng cái đọt của nó. Dạ. Nó mà ra non non thế này thì mình xịt sớm cỡ 13 đến 12 ngày. Chứ còn nó đã già rồi thì mình xịt nó hơi kéo dài ra thì để cho nó đỡ bị xâm nhập cái dày mới ba cái loại sâu trước các thứ. Khi anh sử dụng cái cặp đó 5 lần thì anh Trung đánh giá cái sơ bộ cho em là cái dàn cơi nó đi như thế nào với cái lá. Thì anh em nhìn đây biết rồi. Dạ. Đấy, cơi kiếp nó lên rồi lá này dày xịt đây. Dạ. Thứ hai tôi cũng thuốc sần thang bệnh tật tôi cũng làm nó cũng được sạch. Nó tên tỷ lệ nó không hết rồi nhưng mà nó cũng tương đối. Vườn của mình nó đều quá hả? Ôi đều. Là 14 tháng á hả? Là cũng rất trồng á hả? Thấy trứng á, 10 cây thì nó khoảng 9 cây lên đọt đều đều hết. À, cười nó đi dữ dằn anh ha. Đi cả tắc hả? Thì đấy thằng cháu nó còn bỏ nó không biết đâu bác này bón cái gì. Bông minh cũng bón thì đâu quan trọng tôi bón phân hoa học ít lắm. Dạ. Hữu cơ này thì từ hồi trồng bây giờ là được 2 đợt. Một đợt trụng hữu gốc một đợt này nước nắng là tôi mới thành 3 là 23 rồi. Mình phải tính toán rất hay sau khi mà mình xử lý mà cây nó cải như vậy mình giảm cái liều ra mình đi 800 nhưng mà nó được tiết kiệm cái chi phí tiết kiệm đỡ vì thuốc là nói tóm tắt là nó có hiệu quả nhưng mà nó cũng hơi mắc cho cái lúc mình chưa được thu hoạch chứ còn lúc thu hoạch rồi thì có thể đầu năm mình làm trái cuối năm mình thu hoạch lúc đấy có tiền trang trải chứ bây giờ bỏ ra mà đúng quy trình mà làm như thế thì quả quá. Nhưng mà 800 với 800 lít nước không 800 lít nước thì được phù hợp nhưng mà thấy chứ còn bỏ một cặp mà 3 phi thì nó ấy quá 600 lít nước thì nó nhưng mà đi 800 thì anh thấy cái hiệu quả nó mà thì đây thì tôi cũng xịt đều đều thôi. Thì anh em bỏ 800 hay 700 đấy thì tôi cũng bỏ thôi cứ 800 thì mình cứ xịt đều đều đấy cứ 13 đến 15 ngày tổng cái số cái dàn cây này là trên nguyên cái khung này là bao nhiêu tôi đây được 350 325 gốc. Sướng hả? Này chưa đâu đạt nhá, lượng nước của mình là tưới nó chưa đủ đấy. Cái mùa khô là kiểu gì nó cướp nước, chứ còn đúng mấy anh em thử xem mai mùa mưa mấy anh không lá rủ không ăn tiền. Cái thì mà lá già màu xanh đậm. Thì cái mùa này mình tưới nước nó vẫn còn đủ, độ nóng của nó mới phát triển. Bằng lá như này á, bằng tay á. Bằng lá dữ dằn ha. Như thế to này mà nó dày thế này.
đúng không? Đó, xong rồi cơ này bắt đầu nhúng là nhúng đều ha. Nó mới chịu hạn được. Thì qua cơ này là bắt đầu lại cây này thì hơi bị trầm đoạn. Này phải cố gắng tôi trồng cơ này 2 mẫu nữa. Một là chết, hai là sống. Cố làm đó. Đây là hết rồi. Cảm ơn anh Trung đã tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm của Sago. Thì giai đoạn kiến thiết thì nó cũng rất đơn giản anh ha. Chủ yếu là xử lý sao cho nó vừa hiệu quả và nó tiết kiệm được cái chi phí. Thì rất là cảm ơn anh, hy vọng thì sẽ tiếp tục cùng đồng hành với lại công ty. Thì có gì thì cũng nhờ đây anh em. Công tác có cái gì thì chương trình sang năm mình ra xử lý ra bông. Là cây đám lớn kia phải không? Xuống nữa mình đi thăm luôn ha. Rồi, anh ha. Rồi cảm ơn anh Trung nha. Vâng, thôi nhé. Cái này là quá đẹp. Đấy ông nhìn đủ cây. Nó có lực lắm.